Mới đây, ba người dân ở huyện miền núi Ba Tơ, Quảng Ngãi lên tỉnh Gia Lai làm thuê, có bắt côn trùng lạ ăn nên bị ngộ độc, làm một người chết, hai người được cấp cứu kịp thời. Qua vụ việc này, cảnh báo người dân không nên dùng côn trùng lạ làm thức ăn. Nếu không hiểu biết, có thể đó là thứ thức ăn sẽ gây ngộ độc với cơ thể. Ghi nhận dưới đây tại tỉnh Quảng Ngãi. Người đàn ông bị ngộ độc chết do ăn côn trùng ở thôn Mang Đăng, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ. Hai người khác cùng quê bị ngộ độc nhưng được cứu sống. Cái này là bố, còn kia là thế. Mình ăn 5 con, còn đó mình thấy đã bung. Đã bung xong thì em xuống suối, em xúc miệng. Xúc miệng cũng đắng lắm, thấy đắng, ăn cơm, xong ăn cơm em không được đường. Côn trùng mà các nạn nhân ăn được xác định là sâu ban miêu. Độc tố của sâu ban miêu là chất cantharidin, rất độc, gây hủy hoại các nội tạng cơ thể, từ dạ dày, ruột cho đến gan, thận, máu. Tùy vào số lượng ăn nhiều hay ăn ít, sẽ gây ra mức độ ngộ độc khác nhau. Người tử vong là do ăn nhiều côn trùng này. Sử dụng côn trùng làm thức ăn có từ lâu, khá phổ biến ở vùng núi. Kiện ở trên rừng, trên núi, ít tiếp xúc với các thông tin truyền thông để mà hiểu biết về các loại động thực vật có tính độc cao, khuyên cho người dân trong quá trình đi làm ăn thì chưa những động thực vật nào mà mình chưa biết kỹ, chưa nắm rõ được thì mình không nên ăn, cũng đề phòng để mà gây thiệt hại cho chính bản thân mình cũng như của gia đình. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên ăn các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ. Trong trường hợp sau khi ăn có các biểu hiện triệu chứng khác thường như mệt mỏi, choáng váng, buồn nôn, mẩn ngứa, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, cần đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.